Mâu Đức. Tôi sẽ kiện VPF ra tòa. Ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ gửi đơn lên tòa án để kiện công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF nhằm đòi quyền lợi cho nhà tài trợ và sửa đổi điều lệ V-League. Ngày mai mùng 4 tháng 2, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ gửi đơn lên tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nơi VPF làm trụ sở để khởi kiện vụ việc độc quyền quảng bá thương hiệu tại V-League. Mâu Đức chia sẻ: "Tôi kiện không phải chuyện tiền bạc, mà để tòa phân xử đúng, sai trong vụ xung đột về nhà tài trợ chính của V-League và nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thông qua vụ này, tôi muốn VPF sửa đổi điều lệ, tạo điều kiện cho các câu lạc bộ khác chứ không riêng Hoàng Anh Gia Lai được khai thác nguồn kinh phí duy trì hoạt động của đội bóng. Để giải thích cho quyết định này, Mâu Đức viện dẫn luật cạnh tranh doanh nghiệp được Quốc hội thông qua và ban hành năm 2018, trong đó có quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam." Ông khẳng định ngày 4 tháng 1 Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ban hành quy chế bóng đá chuyên nghiệp do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn ký không có nội dung độc quyền. Nhưng một ngày sau VPF ra điều lệ giải đấu lại có điều khoản về độc quyền ngành hàng tài trợ. Dù lúc đó Hoàng Anh Gia Lai không phản đối, Mâu Đức cho rằng điều lệ giải đấu không thể đứng trên luật pháp. Nếu điều lệ sai thì phải sửa. Ông nói, tôi sẵn sàng theo vụ việc đến cùng. Có thể kéo dài 1, 2 thậm chí là 3, 5 năm nhưng tốt cho bóng đá Việt Nam thì tôi theo. Mâu Đức cũng cho biết vì nhà tài trợ mới tin tưởng Hoàng Anh Gia Lai nên mới muốn sự việc rõ ràng trắng, đen. Đồng thời cho rằng Hoàng Anh Gia Lai khai thác nhãn hàng nước tăng lực trước nhưng khi VPF có nhà tài trợ ở lĩnh vực tương tự thì quay lại làm khó câu lạc bộ. Ông nói thêm, Hoàng Anh Gia Lai vẫn cứ đá V-League, còn cuộc chiến về tính độc quyền sẽ đợi tòa phân xử. Chúng tôi sẽ tìm lại được cụm từ nước tăng lực cho nhà tài trợ. Xung đột bắt nguồn từ việc Hoàng Anh Gia Lai đàm phán và thông báo ký hợp đồng với một nhà tài trợ có nhãn hàng nước tăng lực vào ngày 15 tháng 1. Điều này được VPF cho là phạm quy, vì họ từng được thông báo tại Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hôm 26 tháng 12 năm 2022 về ngành hàng độc quyền V-League 2023 gồm nước tăng lực và quả bóng thi đấu. Sau khi bị VPF nhắc nhở, Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố có thể bỏ giải nếu không được tài trợ. Sau nhiều đàm phán, tối ngày 1 tháng 2 Hoàng Anh Gia Lai đưa ra các đề xuất xoay quanh việc giữ tên gọi nhà tài trợ nhưng bỏ ngành hàng nước tăng lực khỏi các vị trí quảng bá, cụ thể là trang phục thi đấu và tập luyện, bộ nhận diện giải đấu, hình ảnh và hoạt động trong sân Pleiku. Nhãn hàng sẽ được quảng cáo ở ngoài sân Pleiku hoặc các địa điểm ngoài sân thi đấu chính thức ở các địa phương khác. Sáng ngày 2 tháng 2, VPF đã trao đổi với nhà tài trợ chính V-League 2023 và đồng ý với đề xuất của Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, với quyết định của Mâu Đức, sự việc có thể vẫn còn tiếp diễn căng thẳng. Ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng tiết lộ, vì vụ việc này mà ông đã mất ăn mất ngủ trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tôi làm bóng đá 22 năm, rất khó để tìm ra ai bền vững như vậy. Nếu không có tài trợ, không có kinh phí thì có thể tôi nghỉ bóng đá thật, ông nói. Nhưng, bao đêm suy đi nghĩ lại, nếu Hoàng Anh Gia Lai nghỉ bóng đá, người dân Gia Lai cuối tuần lấy gì để giải trí? Bao nhiêu người cứ hỏi tôi nghỉ bóng đá thật à? Tôi không biết phải trả lời ra sao. May mắn vì nhà tài trợ mới tin tưởng, chúng tôi tiếp tục chơi nhưng việc đúng sai chúng tôi vẫn phải chờ tòa phân xử. Tôi tin, lẽ phải sẽ thắng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.